Ngày 23 tháng 10, hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động. Ngoài việc phát hiện và xử lý vi phạm giao thông, những mắt thần này còn hỗ trợ đắc lực cho công tác điều tiết phân luồng giao thông trên tuyến, lưu trữ các thông tin, hình ảnh, hỗ trợ công tác điều tra, tìm hiểu diễn biến và nguyên nhân vụ tai nạn. Hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được trang bị 4 camera IP giám sát ngày đêm, quay 360 độ, 4 máy đo tốc độ đa lặng giám sát ngày đêm tự động có ghi hình, 4 camera nhận dạng biển số, 10 camera giám sát đèn đỏ và 8 máy tính bảng cầm tay cho tổ tuần tra trên tuyến được kết nối đồng bộ với trung tâm giám sát đặt tại phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi đã hướng tới là qua cái công tác ứng dụng công nghệ thông tin sẽ từng bước cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, và qua hệ thống giám sát này thì sẽ thực hiện tốt cái công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông cũng như là cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Và cái tiêu chí cuối cùng mà chúng tôi đặt ra đó là xử phạt nghiêm những cái hành vi vi phạm được phát hiện trên cái qua hệ thống camera giám sát được lắp đặt ở trên tuyến, thì qua đó thì cũng sẽ có tác dụng là tạo lên một ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông. Hệ thống giám sát được thiết kế theo công nghệ đám mây, tập trung và lưu trữ tất cả các dữ liệu hình ảnh vi phạm, thông tin về trung tâm một cách kịp thời. Ngoài việc phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, hệ thống camera giám sát hỗ trợ đắc lực cho công tác điều tiết phân luồng giao thông trên tuyến. Đặc biệt, hệ thống camera này còn tích hợp với cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu xe mất cấp và xe quá thời hạn sử dụng sẽ được cảnh báo qua hệ thống giám sát này. Cảnh sát giao thông thì không thể là coi như là đủ số lượng để mà chúng ta thực hiện hết các nhiệm vụ trên tuyến đường, và thông qua cái hệ thống camera giám sát này là chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề về trật tự an toàn giao thông, vấn đề phòng chống tội phạm. Một vấn đề mà hết sức quan trọng chúng ta cũng hay thường nói đến đó là chống được cái đua xe trái phép, và thông qua cái camera này thì nó góp phần rất nhiều trong vấn đề cảnh sát giao thông thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông của toàn thành phố. Một vấn đề nữa đặt ra là bây giờ đã bàn giao rồi thì chúng ta sử dụng thế nào, công nghệ thông tin là nó hiện đại thông minh, thì vấn đề mà sử dụng của lực lượng cảnh sát giao thông đối với cái vấn đề này cũng đặt ra rất nhiều vấn đề, rồi vấn đề bảo dưỡng, vấn đề duy trì, vấn đề sử dụng rồi tích hợp tất cả các thông tin vào đây để chúng ta thực hiện tốt cái chức năng của lực lượng cảnh sát giao thông làm thế nào đó mà góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn thành phố. Bên cạnh đó, các lỗi vi phạm giao thông cơ bản đều được ghi hình ảnh làm căn cứ. Từ đó, phòng cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo xử phạt nguội vi phạm giao thông tới địa chỉ nhà của các chủ phương tiện. Với việc vận hành hệ thống camera này, hệ thống theo dõi giao thông trên toàn thành phố được khớp nối, hoàn chỉnh, thuận tiện cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như trích xuất hình ảnh phục vụ công tác chuyên môn của lực lượng công an.